Hello cả nhà, đây hai cầu thủ nhí, hai cầu thủ đá banh mũ. Ủa banh này banh thiệt chứ không phải banh mũ. Hai cầu thủ nhí của em nè. So cute. Ban ngày ở nhà học không có được chơi thể thao, học Zoom online á. Cho nên buổi chiều mình dẫn mấy em đi ra ngoài cái sân để mấy em đá banh rồi chơi bóng rổ. Rồi chơi cầu tuột. So cute. Đi mua trái banh trong Target. Trái banh chắc cũng 10 đồng. Về vừa cái chân rồi đá. Đó, dễ thương không? Cầu thủ đá banh mũ. Rồi, tung lưới. Giỏi quá ta. Nãy giờ mấy không rồi? Mấy 2-1 rồi hả? Ồ. Ai thắng nhiều tối nay được thưởng. Thưởng mẹ bóp chân. Đó, chạy đi cho xả khí bớt để không thôi ở trong nhà nó bị năng lượng dư thừa đó. Ăn nhiều chocolate rồi cupcake rồi chocolate cookie. Uống nước ngọt, ăn nhiều đồ ngọt quá nó nhảy tưng tưng. Ra đây cho nó xả khí. Rồi, té rồi. Có sao không? Có chóc miếng da nào không cầu thủ? Ra đây nhà mỗi nhà cầm trái banh ra, hai cha con cầm trái banh qua bên này một nhóm. Rồi bên kia thì người ta dắt chó đi bộ, chiều nào ở xóm này cũng có dắt chó đi bộ đậy trong đây. Cái này khu vực trường học nhưng mà nó cũng giống như cái phạt mini luôn. Có nguyên cái sân này là lúc trước nhiều người ra đây chơi bóng đá, mấy anh lớn. Mấy năm trước rảnh ra đây hoài. Ra đây bận. Sân bự dễ sợ. Bây giờ lúc trước chỗ này là sân trống, từ ngày gắn ba cái solar energy lên chỗ nào, cái phạt trên chỗ nào riết, rồi giờ cũng gắn mấy cái máy này năng lượng xanh sạch và xanh gì đó. Toàn gắn gì. Rồi đây tha hồ mà đi. Mấy cái trụ chơi bóng rổ. Hello Yến. Đó, mấy thằng chê. Mấy thằng chê chơi chơi đá banh. Ủa sao không đá tiếp đi? Mẹ đang livestream. Mà hả? Nó cho nó ra nó chơi. Chơi đã đời. Buồn hiu à, nguyên cái trường học rộng mênh mông luôn mà chẳng có đứa con nít nào học một năm nay rồi. One year. Tuần này thứ sáu tuần này nữa là mình ở nhà đúng một năm ha. Shut down. Shelter in place. Cái con cúm dịch vật. Con dịch vật nó hành hạ chúng ta. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ thèm mấy cầu tuột, ghiền cầu tuột. Mỗi bữa đi học ngày nào mình cũng chạy đôn chạy đáo ha. Chạy hết trường này đến trường kia. Chạy như dịch vậy đó. Bốn năm trước mình được săn rẻ, bây giờ mà săn mà mắc như vậy, con dịch vật này nó làm cho săn mà mắc nữa, mốt không biết sao mình chạy xuôi chạy ngược. Phải không Yên? Chó ngoài đây, mấy người mà họ cưng chó, họ dẫn chó đi đầy ngoài đây. Đi ra biển cũng gặp chó, ra phạt cũng gặp chó. Người ta cưng chó, người ta sợ chó nằm trong nhà bị quẩn, rồi nó bị stress. Người ta còn phải dẫn con chó đi bộ nữa đó. Nghe không? Thấy có cái này mắc cười không? Đi ra đường bắt người ta đeo mặt nạ mà đâu có luật nào bắt con chó đeo mặt nạ đâu. Gần chó cũng đi chung mình. Thật là mắc cười. Rồi tối về ôm chó, tắm chó. Gợn chó. Rồi, chia làm hai đội đá đi. Mẹ đâu có cầm trái banh kìa. Đó. Chia làm hai phe đi. Cái sân trường học này bự khủng khiếp luôn. Hồi Việt Nam mình đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3 gì đó, mình cũng đâu có được cái sân trường mà bự giống vậy đâu hả? Cái này chỉ là trường tiểu học thôi đó. Mỹ này, cái này chỉ là cái trường tiểu học thôi. Mấy cái đó là mấy cái trailer. Ở đây trường học xây giống như mobile home di động vậy đó. Không, mấy cái trường bự là mấy cái trường nhà giàu đó, là bê tông cốt sắt. Xây lầu giống như những cái trường cố định. Còn mấy cái trường này cũng là trường tiểu học, nhưng mà đa phần nhìn đó,
nó di động á, thấy vậy mà nó di động giống như nhà mobile home vậy đó, mà tiện nghi đầy đủ. Chiều nay mưa nên bầu trời rất là u ám. Mưa cho thiệt nhiều, vô Cali mình cần nước, dân đông quá mà 40 triệu dân. Không mưa là mình thiếu nước xài, không có rau cải, không xanh tươi. Đó, chia làm hai đội, cầu thủ đá banh mũ, banh thiệt đó, banh nhí nhí đó. Cho ra chạy rã rời, hiện hồi là nó về, nó tắm rửa xong rồi nó dinner. Nó ăn dinner, học từ sáng giờ tội nghiệp quá. Học zoom, thằng lớn thằng nhỏ gì cũng zoom suốt luôn. Anh hai làm leader, anh hai chơi với em, không ở nhà đâu có ai nữa đâu, đâu có bạn bè gì đâu chơi. Cũng may là có ba thằng ông thằng nó chơi chung với nhau, chứ có một mình là tội nghiệp mấy đứa trong xóm mình. Ngoài chơi chơi suốt ngày bắt nhỏ zoom riết tửng luôn. Anh hai mê Messi lắm, anh hai mê bóng đá, anh hai theo dõi ba tin tức gì Messi gì, Ronaldo gì tùm lum hết. Đây cầu thủ gì có Calvin, có Calvin chơi chung, bây giờ mình có thêm thằng trong xóm vui. Học xong cái kéo nhau chơi. Cái này bây giờ mình sống giống như ở Việt Nam vậy, mình chơi neighbor thôi chứ đâu đi đâu xa được đâu. Bà con dòng họ, bạn bè, người ở gốc từ ngày con dịch giật đến giờ toàn chơi ở trong xóm thôi. Trong hẻm có bao nhiêu nít rồi quy tụ lại hết. Người nước gì cũng chơi chung. Mỹ cũng chơi luôn. Việt Nam cũng chơi chung luôn. Kiếm được có một căn Việt Nam thôi chứ ai đâu. Có một thằng nhóc có một thằng nhóc cũng lứa tuổi rồi chơi vui đủ bộ tứ rồi đó. Mình có ba thằng boy, có thằng trước cửa nữa là coi như có bộ tứ cũng lứa chơi vui. Chim đá ngầu không đó, cầu thủ của em, cầu thủ nhí á. Nó đẹp ở đâu? Cái vàng đó đẹp. Ồ, bông nào đẹp chỉ mẹ coi. You go with me. Trước đó Calvin nói đó, mấy cái đó là seed đó, để cho mấy cái đó trồng đó. Mẹ đi, mẹ thấy mấy cái đồ trắng đó. Bông dại hả? Ok rồi rồi, chơi đi mẹ, mẹ đi kiếm bông dại. Ok. 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 Yeah. Mưa xuống nhiều giờ bông dại mọc đầy hết rồi. Bông dại này thì mình nhìn thấy nó đẹp, chứ thật sự mấy người mà bị allergy á, là ngứa cùng mình cùng mẩy luôn á. Lên tới tháng sau là coi như là uống thuốc. Ở cái đất Mỹ này lúc mới qua không có bị allergy, mà ở thời gian càng lâu cái thời tiết ở đây đó. Tại ở đây rất là nhiều cây bự. Hả? Những cây này giống như mấy cái cây bự hết hồn không? Cây to đùng. Mình zoom thiệt quá. Cây này chắc cầu cả trăm tuổi chứ làm gì mà ít, không? Khiếp luôn. Cây này quá nhiều tuổi rồi. Có thấy không? Cao nhìn nữa nè. Khiếp vía luôn. Xấu nữa. Nó xấu vậy mà nó vẫn ra cái mấy cái lá xanh. Mấy cái bông nó nhìn. Nó cây. Cây nào cây nấy nó kinh hoàng. Ok, để mẹ đi qua. Cái phạt này bự dữ lắm. Cái phạt này là mình bóng đá được mà. Trường học ở bên đó, còn cái này là thuộc về phạt. Tại vì cái trường này nó nằm trong cái district. Thành ra cái sân của nó rất là rộng. Còn thường thường mấy cái trường nhỏ đâu có bự dữ gì. Mình đi bộ qua đây là mình chơi thoải mái luôn. Tha hồ mà exercise. Lúc trước mà vui đó, người ta đem châm bờ ra đây, người ta làm sinh nhật rồi đem bàn ghế rồi ra đây ăn uống. Nguyên cái sân này ai muốn ngồi chỗ nào ngồi, cái này của public mà, của thành phố mà. Nó đâu có của ai đâu. Nên ai muốn làm gì đó cứ đem ra ăn, rồi ăn xong dọn rác thôi. Nè, hoa dại nè ha. Hoa dại nè. Hoa dại rất là đẹp. Rực rỡ hết luôn.
rất là rộng. Giờ trời bắt đầu mát rồi, nhiều người dẫn con ra đây chơi. Xung quanh ở đây người nhiều, người nhiều người Mễ, họ thích chơi bóng đá lắm. Người Mễ họ thích chơi đá banh. Mấy anh Mễ này đi làm về sớm sớm 3-4 giờ là thường thường là mấy ảnh đi ra đây đá bóng. Vui. Vậy đi cho nó đổ mồ hôi cho nó khỏe. Cỏ mà chỗ này nó tốt vậy, cái chim mấy con quạ xuống nó ăn. Quá đẹp. Mùa xuân San Jose, hoa anh đào nở khắp phố luôn rồi. Xung quanh xóm nhà mình là hẻm nào cũng có hoa anh đào chứ. Hoa anh đào khắp phố. Nhà nào cũng có hết đó. Nguyên cái vùng San Jose này là coi như hoa anh đào rực rỡ lòng em. Cái núi này là nguyên cái ngọn núi Evergreen luôn. Nhìn thấy hết nguyên cái vùng này. Nguyên cái ngọn núi Evergreen này bự kinh hoàng. Mưa xuống thì giờ nó xanh âm à. Tới mùa hè nó nắng trụi trọc hết, khô queo. Ghê lắm. Cỏ cháy hết. Cây cổ thụ. Em thích cái cây này, nhìn nó to. Nhìn nó tưởng nó chết chứ nó không có chết đâu. Sống nhân rồi. Mấy nhóc mình chơi bóng đá chán xong cầm trái banh qua chơi banh rổ. Chơi banh rổ hồi chán quay qua đá banh. Ok, bye bye. See you later.